Hello, xin chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử Bằng Chắc của mình. Thì hôm nay có nhận được hai cái mạch của hai chủ khác nhau, nhưng mà nó gần như là giống nhau ha. Rồi đây, cái mạch chỗ này nè ha. Đây anh em quan sát thì cái mạch này mình làm cũng được một vài cái ha. Thì cái mạch này ha, thì thứ nhất là cái về ưu điểm ha anh em, thì đương nhiên là cái nguồn xung này thì nó gọn, nó nhẹ ha, gọn nhẹ ha. Và cái mặt mà về cái phần rề chỉnh rất là hay ha, anh em nhòm lên 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 kiện nè. Đấy ha. Thì ở cái rề chỉnh này, ở cái rề chỉnh này ha, thì nó khả năng chống hú tốt nè ha. Mình có sửa mấy cái thứ này à ha, thì khả năng chống hú tốt ha. Và cái tiếng xì của cái chép của phần mic khi mà mình hát rất là hay ha. Đấy, nhưng mà nhược điểm là cái phần công suất này ha, nó phần công suất này với phần nguồn này nó khá là dễ hư ha. Và mà mình gom lại biểu đạt bằng hai chữ là không bền, không không bền và rất là khó sửa ha, không bền và khó sửa. Đây thì lý do là tại sao anh em thấy nè, đây là nó chạy con IC khiển nè, anh em thấy không, con IC là nạp chương trình cho nó ha. Đây và thêm một cái con IC sạc ở phía này nè, thì cái nguyên lý nó khá là phức tạp ha, nó gây khó khăn cho anh em kể cả mới vào nghề ha, và kể cả thợ lâu năm ha. Tại vì cái này mà nó bị thường thường hồi xưa lúc mà mình còn đi học á anh em, thì mình học cái môn mà vi xử lý á. Đấy, thì mình cũng có học là viết chương trình ha, viết chương trình, nạp chương trình và đao cái chương trình về ha. Thì này mình nói sơ về cái chỗ này ha, nói sơ về cái chỗ này để cho anh em nắm bắt được, hiểu hơn, rõ hơn ha. Thì viết chương trình là mình viết ra một cái đoạn chương trình ha, thì nó sẽ, anh em cứ hiểu nôm na là nó sẽ có là quy định cho mình là hai mức, là mức 1 và mức 0 ha. Thì ở cái vi xử lý thì thường thường nó sử dụng như là cái nguồn 5V ha. Thì ở cái mức 1 là tương đương là xuất ra một cái mức nguồn của mức tín hiệu là 5V ha. Và một cái mức 0 là có nghĩa là 0V, là có nghĩa là điểm mát đấy. Thì nó chỉ có hai mức như thế thôi, nói để cho anh em hình dung để mà sau này đo kiểm về cái con IC lập trình như thế này ha. Thì anh em viết một cái đoạn code ha, thì anh em nạp vô thì nó sẽ theo cái đoạn code đó. Ví dụ như anh em viết cái chương trình nó xuất ra nạp cho con IC đó, thì khai báo dòng đầu tiên là khai báo cái con IC đó ha, thì nó mới hiểu. Rồi thì anh em sẽ viết cái chương trình ha, là anh em ví dụ như là anh em cho nó xuất ra chân số 1 là mức 1 là 5V ha, chân số 2 là mức 0 vậy đó, để gọi anh em đưa cái chân nó vào ha, những cái con transistor ha. Nói chung là cái chân nó sẽ xuất ra để điều khiển ha. Đấy, thì là viết một cái chương trình hay hoặc là nói chung là nó nhiều cái lắm, nhưng mà mình cái phần này mình ngu lắm anh em. Phần này mình viết chương trình không có nói chung là không biết gì nhiều á. Hồi xưa là mình đi học mà lý do là mình được điểm cao á, là mình chuyên về cái phần cứng hơn. Cái phần chương trình mình viết khoảng một đoạn, khoảng có chút gì à, ha, là chỉ xuất cái mức 1, mức 0 thôi ha. Còn bao nhiêu là mình sẽ sử dụng transistor nè, sử dụng những cái con IC, những cái con xử lý, mình xử lý ở bên ngoài thêm. Cho nên là
cái mạch của mình mà làm ra mà để đạt cái yêu cầu á, là nó rất là nhiều linh kiện chi chít ha. Vì mình không có tham gia với cái chương trình của con IC này quá nhiều, mà mình làm cái phần cứng nó hay hơn. Đấy, thì ở đây cũng thế ha. Quay trở lại với cái mạch loa kéo này thì tất cả nó điều khiển bởi cái con xử lý này ha. Đấy, mà bây giờ cái con này mà cái mã nó là anh em kiếm mua, mà cho dù có ha thì nó chỉ là cái con IC trắng thôi. Khi mà anh em đóng vào thì bản thân nó không có chạy đâu ha anh em. Ở đây là cái này nếu mà anh em đưa về chỗ sản xuất á, là người ta chỉ cần anh em thấy có dắt mở cái rộng ở ở, ở đây này, đây 1 2 3 nè, đây thì thường thường là cái điểm mát với điểm 5V là cấp nguồn cho IC nè. Rồi ha, chân 1, chân 2, chân 3 là những cái chân tín hiệu mà để mà nạp vô để mà giao giao tiếp với con IC này á. Thì đưa về hãng ha, thì người ta cắm vô trong cái bus này nè. Đấy, người ta đưa vô trong máy tính thì người ta có cái chương trình chúng ta người ta nạp vô là cái con này nó hoạt động bình thường ha. Còn mà nếu mà nó bản thân nó chập nó hư trên cái con này thì người ta thay bằng cái con mới thôi, thay bằng cái con trắng. Xong rồi người ta nạp trên chương trình người ta đưa vô là chạy được ha. Còn mình thì mình không làm được chuyện đó ha. Hầu như là những cái chương trình của cái con này là nó sẽ ở chỗ cái hãng người ta sẽ khóa lại ha, người ta không có cho đao ngược cái chương trình về. Đấy, có nghĩa là khi mà anh em có nghĩa là nếu mà người ta không không khóa là anh em có thể cắm vô trong cái bus này, anh em đưa về máy tính anh em đao ngược cái chương trình này về được ha. Là với cái vấn đề là người ta không có khóa lại. Còn người ta có khóa lại ha thì nó giống như cái van số vậy anh em. Nó giống như một số cái van số anh em muốn chỉnh thì phải mở bấm mật khẩu ha. Bấm mật khẩu thì nó giống vậy ha. Giới thiệu thêm về vấn đề này cho anh em biết. Cho nên là những cái mạch nào mà sử dụng mà IC xử lý như thế này là anh em rất là khó sửa, tại vì anh em không có chương trình để nạp ha. Và một cái nữa ha, những cái mạch khác thì nó sẽ khá là bền, nhưng mà hồi xưa mình học là mình để mấy cái con IC này vô trong cái cục 500 á, vô trong cái cục từ để nó hít lên một chùm như thế ha, rồi xong rồi mình muốn sử dụng thì mình lấy thôi. Thì thầy mình là la mình ha, là nói để vô như vậy là con IC này nó rất dễ bị hư và dễ bị lỗi ha. Nhưng mà hồi xưa là mình không quan tâm về cái vấn đề đó ha, nhưng mà sau này ngồi ngẫm nghĩ lại thì mới biết là lý do tại sao mà cái mạch loa kéo sẽ thời gian là những con IC lập trình này là nó bị lỗi hết ha. Mặc dù cái bản thân của nó là không có bị hư, nó đâu bị hư hỏng gì đâu anh em chỉ cần cắm vô nạp lại chương trình đó là nó vẫn chạy tốt. Thì mới biết rằng là ha, thì bây giờ để vô trong cái thùng loa ha, để trong cái thùng loa thì nó có cái từ tính, thì lâu ngày quá ha thì nó sẽ bị phát sinh vấn đề ha. Đấy. À, còn ngoài ra mà cái mạch này mà lấy mạch chỉnh ha. Lấy mạch chỉnh. Rồi mình chỉ cần đổ cái công suất khác và cái nguồn thành cái nguồn xuyến ha, là nó sẽ bao hay và bao bền ha. Cái mạch này nó hay nhưng nó không bền. Còn anh em đổ cái công suất lại thì nó này nó chạy cộng trừ 48 anh em, thì nó cũng giống như cái thằng T20 T21 thôi ha. Cũng chạy IC 2092 luôn. Rồi ở đây là có một cái nữa nè à. Cái loại này là không em nhận cũng được vài cái ha. Vậy là có nghĩa là cái lúc mà nó sản xuất ra là cho tới thời điểm này là đang bắt đầu là xuất hiện hư ha. Đây ở cái mạch này thì nó còn nguyên hết, nhưng mà nó lỗi cái phần chương trình thôi ha. Thì một chút xíu nữa thì mình sẽ dùng cái phần cứng mình fix ha. Thì ở đây là mình sẽ fix cho nó chạy hết luôn ha, rồi mình sẽ tạo tác cái công tắc lại ha, chứ không có để gì nữa nha. Rồi ở cái mạch này thì nó may mắn hơn là nó chỉ hư ấy thôi, nó chỉ hư cái phần nhỏ thôi, còn cái mạch này là nó hư cả cái bon nguồn ha, nó hư cả cái bon nguồn nè. Mà cái bon nguồn này là có người đổ rồi, đổ cái mạch giao bo dao động này nè anh em. Cái nguồn rất là đơn giản như này mà không sửa được ha. Mình mới hàn kỹ ra một số chân linh kiện, mình hút cái này ra thôi. Bo dao động 3 giây nè ha. Rồi mình sẽ sửa zin lại thử xem được không nha. Nhưng mà cái mạch này của anh này là để sửa sau ha. Cái mạch này gửi về trước thì mình fix trước ha.
Đây là một số cái để nói thêm cho anh em ha. Thì ở đây nói nghe nói nhanh vậy, cái mạch này là này luôn, thì mạch này mình phích là nó chạy rồi nè ha, nhưng mà mình chỉ nói về cái nguyên lý thôi anh em, còn như thế nào là ok thì mình nghĩ là nên đổi cái mạch khác, thay mạch khác ha. Ở đây thì nó chạy công suất 2092 nè. Đây, ở cái công suất này thường thường nó khó với lòng mà chết nha anh em, nó ít bị hỏng lắm ha, mình hỏng cái phần xử lý những phần khiển này là nó cũng không có chạy được ha. Thì ở đây đầu tiên là ở cái con IC dao động ha, này con IC dao động là cái con này nè, thì nó sẽ dao động cái kích 2 mosfet này, nó kéo cái áp xung này nó ra nguồn cộng trừ ha. Thì ở những cái mạch kia là nó chạy con T là 494, nhưng mà riêng cái mạch này nó chạy con SG 3525 ha. Đấy, thì cái con này anh em lưu ý một cái điều cho mình ha, là ở cái con này là nó cái chân số 10 à, cái con này ở cái chân số 10 của nó ha, là cái chân on off ha, cái chân on off của cái con IC dao động này luôn. Đấy, khi mà cái chân số 10 mà nó ở mức không, có nghĩa là nó đưa về mát đấy, là nó sẽ cho cái xe này chạy ha, và nó khi mà nó có nguồn ở mức cao là ở mức 1 đấy, là nó sẽ không có chạy ha. Thì ở đây mình đo được nó lúc nào cũng là 5,5 V nó, cho nên là nó không chạy được ha. Đây thì mình phích cứng luôn ha, là tại vì cái phần này nó sẽ đưa một cái đường về ha, về cái con này sẽ khiển này, để nó khiển đóng mở ha, mức 1 và mức 0 thôi. Thì mình ở đây mình cho cái chân số 10 xuống mát luôn ha. Thì và cái mạch này mà để đảm bảo được cái điều kiện chạy, đảm bảo được cái điều kiện chạy của nó ha, thì nó sẽ có hai phần nè ha. Một phần là cái con XL 2596 này ha. Đấy, thì cái con này là cái chân số 5 của nó, cũng là cái chân on off luôn ha. Thì nó cũng giống như cái con này luôn, khi mà chân số 5 nó về điểm mức 0, có nghĩa là 0 V đấy, thì con này chạy ha, thì con này chạy, và ở mức mức 1 là con này nó không chạy ha. Và cái con này phải chạy mới mới được nha anh em. Con này phải chạy thì nó mới ra được cái nguồn phụ ha, để nó nuôi Bluetooth nè, rồi nó nuôi này kia, nói chung là con này phải chạy thì công suất độ nó mới chạy ha. Tại vì cái công sức anh em nó cũng phải khiển, không phải khiển thì nó mới mở được cái công sức cho chạy ha. Ở cái chế độ tương lai sức khỏe không tốt nè, ở cái chế độ mà điện 220 á thì nó sẽ hơi gắt gói hơn, là nó sẽ có những cái mức nguồn nè. Cái mức nguồn chính này thì khỏi phải bàn, này là cái nguồn cộng trừ, cái nguồn cộng trừ 48 ha. Ở đây là nó sẽ có một cái hai cái dây này, là đây là nó sẽ đưa về là cái công tắc ha, đây đưa về công tắc nè, để điều điều khiển ha. Thì cái này mà nó nốt thì nó mới mở cái nguồn lớn là cộng trừ 28, nhưng mà ở đây là nó mất tác dụng rồi, hay có nghĩa là nó đang lỗi trong cái phần điều khiển của cái nguồn này, nhưng mà mình không quan tâm luôn ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái nguồn cộng trừ 17 này, nguồn cộng trừ 17 ha, đưa lên đây để nuôi tất cả các thứ ha, và cái nguồn sạc ha, nguồn sạc 16 ở đây. Rồi thì ở cái chế độ bình ắc quy thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều ha, bình ắc quy sẽ đơn giản hơn nhiều ha, là nó sẽ yêu cầu con IC dao động này chạy thôi ha, nó sẽ kích cho hai con mốt mosfet và nó kéo cái cuộn miếng áp xung này, thì nó sẽ ra tất cả các cái mức nguồn luôn, tất cả các mức nguồn luôn trên cái con miếng áp xung này ha, trên con miếng áp xung này luôn. Đây cái cọng dây đơn đơn này nè, là cái ra nguồn cộng trừ 17 ấy, nó giống như cái nguồn này ha, nhưng mà cái nguồn này là nó phải chạy 2 vế nè, đây nè. Đấy, còn cái nguồn này á, là chỉ cần IC chạy là nó chạy ha, cho nên là mình phích cứng luôn, nên là mình phích cứng luôn ha. Thì ở cái mạch này mình đã nghiên nghiên cứu, mình
tìm hiểu cái đường đi nước bước cũng như là cái nguyên lý cơ bản của nó thôi ha, chứ không phải là nguyên lý sâu như ha, mình không có ở không mà làm mấy này đâu, tại mình thấy nó không có bền, mình thấy nó không bền cho nên là không phải nghiên cứu mà sửa mấy cái không bền ha. Nếu mà khách nào mà chịu chơi thì mình tiến hành mình thay cái mặt công suất khác là nó sẽ bao hay và bao bền, tại vì cái này có hay nhưng mà không có bền ấy, thì mình đưa cái độ bền vào nữa là ok ha. Đấy thì bây giờ mình phích cho cứng cho nó chạy luôn, là thì bây giờ ở chân số 10, ở cái chân số 10 ha, thì đóng xuống mát là chạy, còn mà không xuống mát là không không chạy, cứ hiểu nôm na như vậy ha anh em. Thì mình sẽ hàn cái điểm mát vô trong cái công tắc ha ha. Rồi khi mà bật xuống mà bật ở cái chế độ mà DC này, bật chế độ DC thì hai cái chân ở phía dưới này nè, hai chân ở phía dưới này nè, nó sẽ thông nhau ha. Đây, nó sẽ thông nhau, thì một cái chân giữa mình hàn điểm mát đi, một cái chân phía dưới mình hàn cho chân số 10. Đây, khi mà bật xuống nó thông nhau thì con IC này nó dao động, nó chạy thì cả cái hệ thống này chạy hết ha. Đó là cái chế độ bình rất là dễ ha. Còn cái chế độ điện thì bây giờ ở cái này nó đã cấp nguồn ra hết rồi nè, nó cấp nguồn hết thì mình không quan tâm, mình cho nó ra nguồn hết luôn, cho cái nguồn hết luôn. Tại vì khi mà bình thường anh em sử dụng mà anh em ghim cái chui điện vô thì ở cái mạch nguồn này nó mới có điện, còn anh em bình thường mà rút ra thì nó đâu có, nó không có điện hay, cho nên là dễ lắm. Đấy thì bây giờ mình sẽ lợi dụng cái vấn đề này ha, thì bây giờ cho nó ra hết đi. Nhưng mà còn một cái vấn đề là cái con này nó không chạy ha, là công suất khóa luôn, cái con hạ áp này không chạy là công suất khóa luôn, và nó cũng không có cho nguồn ra cho ghề hoặc là cho bluetooth cho mic gì hết trơn á, cho nên là lợi dụng cái điểm này ha. Thì bây giờ ở cái chân số 5 là cái chân on off luôn, thì mình cũng sẽ hàng cái chân số 5 ha vô trong cái công tắc luôn, và cái điểm mát thì mình nối từ từ bên đây mình nối qua đây luôn ha. Rồi khi mà on lên ha, khi mà on lên thì cái chân số 5 on của cái chế độ AC này có nghĩa là tương đương với hai cái chân này nó thông nhau nè, thì mình sẽ cho cái chân số 5, cho chân số 5 vô một đầu ha, và còn một đầu là điểm mát luôn. Đấy thì bây giờ on lên thì nguồn nó đã ra đủ hết rồi, thì chỉ cần giữ kiện của con này chạy thôi, thì chân số 5 nó on là nó chạy là ra, là tất cả các hệ thống nó chạy hết ha, giờ không có chơi theo cái hệ cái công tắc này này nữa. Đấy, đó là một cái ưu điểm ha, nó là một cái ưu điểm để mà mình đổ mạch của cái thằng này nha. Rồi anh em thì mình sẽ làm ha. Thì ở video sau thì mình nghĩ là mình sẽ có cái video để mà test ha, một cái video để mà test cái vấn đề này, nếu mà mình làm được ok ha. Thì đương nhiên anh em fix lại thì đương nhiên là phải đo đạc các cái thông số ha, khi mà mình tắt á thì nó còn cái mức nguồn nào để nó ra không, nó vẫn còn cái mức nguồn ra, có nghĩa là mạch nó vẫn còn chạy ha. Thì mình đã nói là ở cái chế độ dùng mình đắc quy nha anh em, thì phải kiểm tra lại cái phần này nữa ha. Đấy, còn nếu mà anh em mà cái bình đắc quy mà anh em tắt cái mà tất cả các mức nguồn anh em đo đều nó đều không có ấy, thì là tốt ha, tại vì bình đắc quy luôn luôn nó cũng cắm trực tiếp vô trong cái mạch hết mà, chỉ cần on lên là on lên là chạy, cho nên là nó còn một trong những cái phần này mà chạy á là nó sẽ tiêu hao bình đắc quy ha, dẫn đến cái bình đắc quy của chúng ta mà hoạt động nó mình tắt rồi nhưng mà nó vẫn tốn điện, trừ trường hợp đó thôi ha. Thì cái này là dùng đồng hồ đo mấy cái mức nguồn cơ bản mà không có nguồn nào ra thì được thôi. Đấy. Rồi video đây xin tạm dừng ha anh em. Chào anh em.